Một câu 3 lít anh em nhá. Không à, không có bột cám. Anh nhá, chấm trắng mới chấm đen. Đâu ngoảnh đen. Không, có ngô này này, trắng vẫn vào này. Không nghiền à? Không. Được rồi đấy. Nguyên con. Rửa luôn chậu ấy, múc nước trắng 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 đổ cho cái nước xít nó trôi. Vậy dạng vừa đó. Đòi máy. Bên kia ông móm hết vớt cả mồm. Có đèn ngon đấy. Đây là đến phần thi tập te lít của ông cu em nhá. Đây là bộ môn võ thuật truyền thống thất truyền rất nhiều lắm.